tới khách sạn rồi. Trong ngày đầu tiên ở Hà Nội luôn thì mình sẽ dẫn mọi người đi ăn món đầu tiên trong một cái chuyến food tour bé bé mini trong vlog Hà Nội của mình nhá. Đi thôi. Món đầu tiên là món phở gà nhá. Ngồi trong một chiếc quán như thế này và với mùi hương này mà ở trong video mọi người sẽ không ngửi thấy được thì mọi người có đoán được món gì không? Chắc chắn rồi, chính là món phở bò. Nhưng mà trời ơi mọi người ơi, quá lâu rồi mình không được ăn một món phở nó đúng nghĩa. Thành ra là tiếp tục ăn phở bò. Then she took hold of my finger and held on to it. She just sort of walked into my heart, Judge, and she was there to stay. Sao 7749 lần ngồi hội ý với nhau? Sao 7749 lần ngồi hội ý với nhau? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn với nhau là tối nay ăn gì. Tin muốn dẫn chị đi ăn gì nào? Mời anh Hoàng Gia Hoàng trả lời. Lẩu bò. Lẩu bò. Lẩu bò chúng mình sẽ có những món gì trong đấy nào? Gì có bò? Bò ở đâu? Lẩu, lẩu củ. Rau củ này. Sao không mời chị đi ăn lẩu ếch? Bò này. Lẩu củ còn đi. Lẩu ếch. Ếch nữa này. Ếch á? Lẩu bò có ếch. Ếch xào muối này. Ếch rang muối. Anh nhầm ếch rang muối này. Còn có bí mật nữa. Bí mật nữa? Là... Bí mật gì mà xoay ra kia rồi? Bí mật gì? Ếch sốt... Cà chua. Cà chua. Sốt cà chua. Cái gì cua sốt cà chua? Gì có cua sốt cà chua? Có mà. Uầy. Tất cả trái đất này vẫn chưa có người ăn đâu. Tất cả trái đất này vẫn chưa có người ăn đâu. Ghê. Chưa có ai ăn hết. Mới có tin ăn thôi. Sao? Thì cuối cùng nhà mình sẽ quyết định là đi ăn chả cá nha mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn chả cá Hà Nội. Mọi người nghĩ chả cá nó như nào? Nó sẽ rất là khác, đúng không chị Tố? Đúng. Đúng. Đúng, nó không như bình thường. Nó không như bình thường, nó rất là lạ. Đúng, nó lạ như nào? Nói chung là nó như topping lắm. Cháu sẽ lấy một miếng cá, xong rồi gấp miếng bún. Uầy. She took hold of my finger and held on to it. She just sort of walked into my heart, Judge, and she was there to stay. Nhà mình sẽ đi vào nhà ông bà nội để thank you.